Quốc luôn hay cho bạn nghe cái mặt luôn. Cuối cùng cũng bị cho anh lại rồi. Ôi dạ. Các bạn nhìn mặt nè, trong tay không biết. Ông xui, ông xui, ông xui. Alo các bạn đã đến với kênh channel của mình ha. Hôm nay các bạn, mình lâu lắm mình cũng chưa cho mấy anh em nữa. Hôm nay mình sẽ nghĩ ra một màn cho. Bữa nào các bạn, bữa nào Ngọc nó cũng ra cái chòi ngoài đê của mình á, các bạn nó nằm nó ngủ hết trơn á. Hôm nay mình sẽ ra ngoài mình cho nó một bữa ha các bạn. Hôm nay mình cho xong các bạn hãy theo dõi hết clip thử mình cho sau ha các bạn. Thôi mình sẽ bây giờ mình đi ha các bạn. Đây các bạn ơi. Bây giờ mình ra tới rồi, nó nằm ngủ dưới kìa các bạn. Xe đó kìa. Đó kìa, nó nằm ở dưới kìa. Bữa nào nó cũng ra đây hết trơn các bạn. Bây giờ mình xuống dưới mình kiếm cái gì mình cho nó ha. Thôi mình đi ha các bạn. Đây nè các bạn. Đây là gì không? Ngủ bữa nào cũng ra cái trại này trơn. Ngủ như con heo vậy các bạn. Em bên chỗ thật. Bữa nào cũng ra đây cho các bạn. Thôi mặt ngủ rồi. Rung như thật. Sao mà rung như vậy? Sao em rung? Đây các bạn ơi. Nó ngủ nè các bạn. Bữa nào cũng ra cái chòi của mình nằm ngủ hết trơn các bạn. Giờ mình có ý tưởng nào mình cho nó không các bạn? Bây giờ kiếm cái gì cho nó mới được. Điện đồ này đủ rồi các bạn. Lấy điện ba pha mình chích luôn quá. Gì? Điện ba pha nè. Lấy điện chích nó luôn. Chích luôn. Cho mình đi đó, ghê. Thôi, chết nó nghe. Không được, không được. Bây giờ phải có nít nè. Móc xịn lên mình cho. Móc xịn lên cho. Xịn. Vậy móc xình lên giùm anh nha. Bây giờ mình sẽ móc xình nha các bạn. Dướng hốc lên cái bao này. Để lên đây cho. Bây giờ mình sẽ hốc xình nha các bạn. Đất xét không? Quất luôn bảy mặt luôn. Đất xét á. Quất đi. Bữa nào cũng ra đây nằm ngủ hết trơn các bạn. Móc giùm anh chắc. Tướng này. Ngủ còn ngái nữa các bạn. Không lẽ lấy điện chết nó luôn các bạn. Nhiều quá. Rồi, xách vô. Rồi xong rồi các bạn. Mình móc sình xong rồi, bây giờ mình xách vô hơn các bạn. Vô đây cho anh. Để dưới luôn. Để gần nó thôi. Để đi. Nè, em quay đi để anh cho nó cho. Mày là lại cho nó quạo quá. Rớt cái mũi chung. Thank you.
chơi luôn rồi. Chơi luôn. Chơi luôn em. Chơi luôn. Ngủi lắm, hơn heo lắm. Quất luôn hay các bạn. Ngay cái mặt luôn. Lỡ ơi, đội mũ. Cuối cùng cũng bị cho tao rồi. Ôi dạ. Các bạn, nhìn mặt nè, đồng bài không biết. Ông xui, ông xui, ông xui. Wow mà. Xong quá các bạn. Wow ơi. Quá chơi cái gì vậy? À, xuống đây. Hư ức rồi thôi mà. Ô là trời sắp. Ô là trời sắp. À, mà đuối các bạn. Ông làm gì ông kêu mày quay à? Ông kêu tôi quay tôi đâu biết gì đâu. Đi chứ xuống ông có ngủ như heo. Ủa mà có bị khủng quá, ông có bị khủng vậy. Hay là mày biết rồi các bạn ơi. Không sao. Có bị khùng không? Lâu lâu tròn cái cho vui. Mệt quá các bạn. Mệt từ trưa vậy ngủ trưa cũng không yên lắm. Nhiều quá tôi. Người quay gì? Ông kêu quay. Anh em lâu lâu ta tròn cái. Luôn các bạn mệt quá. Ủa không mệt chứ tròn gì vậy? Mệt các bạn, lúc sâu thịt á. Ôi ôi ôi. Ôi. Chạy mà. Chạy lên, chạy lên. Cái giọng nữa mà. Chạy ngu 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 ngu. Đã quá các bạn. Lâu lắm chỉ cho mình một cái. Nhìn coi các bạn. Ngập ngớp dưới kìa. Mẹ chơi vậy cho được nó lớn mà chơi ngu như bò vậy. Ngu cái gì, lâu lâu cho nên em bữa có gì đâu mà. Mấy làm từ trưa vậy mà tức mẹ. À các bạn. Ô, giống rồi. Giờ cái đầu má mấy tuổi mà ngu như con bò. Ngu gì đâu, không ngu. Lâu lâu cho nên em cho vui á. Đưa áo đây giặt cho ông nội. Tở luôn đi. Đưa áo đây giặt cho. Để cho em nhìn nhà giặt cho. Má nhà cửa chưa. Ôi trời ơi. Trời ơi. Nó xả giùm đồ lâu. Quá chứ mình man man luôn. Mệt quá các bạn ơi. Mày điên không? Lâu lâu cho lần này vui quá các bạn. Mình cảm giác vui thiệt luôn các bạn. Vui cho mẹ nó giặt. Anh với em sách về cho mẹ nó giặt. Ok. Nè coi cho nó trội mình mấy luôn nè các bạn. Lâu lâu anh em không có cho nữa. Lâu lâu cho lại cái. Tại nãy tính lấy điện wifi chích anh nó thôi cũng kẹp anh á.
thì tao lấy mẹ điện tao chích mẹ luôn đi. Nghĩ tình thôi, nãy không nghĩ tình là chết thiệt rồi. Quên cái vụ đó. Dặn rồi các bạn ơi. Ôi, dọn quét đi. Dọn quét đi. Nhiều có làm ăn mật làm chứ chứ gớm mà. Cho mượn cái đồ lao đây. Xong mắt nó giết luôn. Thì đi theo ổng biết mày cùng 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 cùng. Em đâu biết đâu, kêu quay thì em quay thôi chứ. Chết đuối rồi các bạn ơi. Đang ngủ một thứ gặp cứ bệnh bệnh gì không. Ở đây dọn đi, tôi đi về. Hùng đó mày ơi, dặn thần gì anh em con à. Tao ghét nhau à. Lâu lâu cho anh bữa có gì đâu, hết sức lâu mình mới cho lại đó. Hết sức lâu luôn. Đổ đang ngủ chưa? Ngủ ý gì? Đâu hả? Về chứ đâu? Ở dọn tiếp tao với anh chắc. Tự ông làm thì tự ông dọn đi chứ kêu dọn gì? Ông nói tối ngày ngủ như con heo vậy, không làm được cái gì. Nè các bạn. Ừ. Ốc rồi. Ồ, Nguyễn Hưng rồi nè. Quất cá nắm này nè. Nó đạt luôn cái rắc rạc luôn các bạn. Thôi mình đi lên nè. Lên mình dọn dẹp chỗ này đi. Ngọc ơi! Bỏ đi luôn rồi các bạn ơi. Đây là chiếc Yamaha Z1000 của anh đây. Trời ơi, mà lớn mà chơi ngu như bò vậy. Trời bữa tao chơi, tao lấy, tao ỉa trong nhà, tao lấy nha, tao cái mặt luôn. Cái đó mà nhét vô miệng luôn các bạn. Dạ các bạn ơi, dặn rồi. Xíu anh về nhà mình ăn lén nha. Mệt quá các bạn ơi. Thôi giờ mình dọn cái chỗ này ăn các bạn. Bây giờ mình dân chắc dọn mà chắc quay rồi chắc mình dọn luôn các bạn ơi. Quá đuối rồi. Tại cái tội cho anh ta phải tự dọn đi chứ. Phải không? Chứ giờ sao giờ làm thì dọn nha. Quá ghê rồi các bạn ơi. Nè các bạn, mình tự chơi, mình tự dọn luôn các bạn. Ngọc nóng quá bỏ về luôn, bây giờ mình dọn mình một mình luôn các bạn. Thôi mình cũng dọn xong nha. Đồ lên đây đi. Các bạn ơi, hẹn gặp các bạn vào clip sau ha. Ngọc nó bỏ về rồi các bạn. Gặp mình nữa chứ thằng khác chắc nó đấm không chuột phát nào quá các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau của mình ha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chào. Bye.